Yeah. TikTok chẳng hay đã men trôi qua. Tôi nên một nhiều mà sự nghiệp ra nên từ trên kia một chỗ. Lắm lúc muốn buông để nước mắt thật buồn. Ngoài mai như lại tôi còn dài và mình còn hai bàn tay chắc. Còn sự kỳ vọng và sự trông mong. Còn mẹ ngồi chờ một ngày con sẽ thành công. Will that day really come to me, mother? Will that day really come to me, mother? Đường về nhà xin vui xa hơn. Mỗi mình ngày một chút nhiều hơn. Thêm một lần được làm Peter Pan. Chẳng ai ngần vì không cần phải lớn. Sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi. Trái tim luôn thành tươi. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà. Chỉ cần được về nhà nghe mẹ ru ơi. Ai đã từ người xa như về quê thăm vẫn đò năm xưa. Lũy tre đâu làng mờ lao xanh xanh thăm giọt mưa. Nơi của mẹ đang đứng ngày bông đêm mây sắc dị nhớ. Hỏi ơi ru hỏi hòa sang xe quang liêu quang liêu. Hòa sang xe quang liêu quang liêu. Yeah, yeah. Đã có bước qua vội vã chọn kiếp người. Làm sao đi hết từng lời mà mẹ ru. Con khoác lên cho bản thân nhiều tiếng cười. Phong ba sóng gió chỉ nhớ về nhà mẹ ru. Giận mình thì giờ trôi qua người thân người ta như được cơn gió. Chỗ bao ngọc ngà vĩnh mà nó riêng một câu áo. Mẹ không còn ru không phải vì con đã lớn. Thương yêu vẫn còn đây nhưng chỉ là tới lúc con đã xa hơn. Đến với nhà xin vui xa hơn. Mỗi mình ngày một chút nhiều hơn. Thêm một lần được làm Peter Pan. Chẳng ai ngần vì không cần phải lớn. Sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi. Trái tim luôn thành tươi. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà. Chỉ cần được về